thành lập từ năm 1993, tập đoàn công nghệ CMC là đối tác tin cậy và uy tín trong các dự án công nghệ thông tin, viễn thông cho các khối chính phủ, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, giáo dục và cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, tổ chức. Năm tài chính 2020, CMC tăng doanh thu đạt hơn 5.666 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 16% lên mức hơn 241 tỷ đồng. Năm 2021, CMC đặt mục tiêu tăng trưởng 18% doanh thu và 14% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. CMC định vị là tập đoàn số toàn cầu và đang thực hiện những bước chuyển lớn, Big Moves, và áp dụng 20 sáng kiến chiến lược cho thị trường nội địa và nước ngoài. CMC khẳng định vị thế trên thị trường Việt Nam và quốc tế thông qua các hoạt động kinh doanh chủ lực ở 3 khối: khối dịch vụ viễn thông, khối công nghệ giải pháp và khối kinh doanh quốc tế. Khối dịch vụ viễn thông, tiêu biểu là CMC Telecom, tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và duy trì ổn định ở các dịch vụ cốt lõi như Data, Data Center và Internet. Dịch vụ CMC Cloud có mức tăng trưởng cao và đang dẫn đầu thị trường. CMC Telecom cũng duy trì được quan hệ và tăng trưởng ở các thị trường chiến lược, tài chính ngân hàng, logistics, bán lẻ, giáo dục cho các khách hàng doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế. CMC Telecom triển khai xây dựng trung tâm dữ liệu tuyển chuẩn quốc tế cấp độ 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, quy mô 1.200 rack. CMC Telecom là đơn vị có khả năng tích hợp đa nền tảng multi-cloud với các hãng công nghệ điện toán đám mây hàng đầu thế giới như AWS, Google Cloud và Microsoft Azure. Năm 2025, khối dịch vụ viễn thông đặt mục tiêu số 1 dịch vụ cloud, dẫn đầu thị trường data center tại Việt Nam về cung cấp dịch vụ cho khách hàng lớn với chất lượng cao và trung lập, và trở thành nhà cung cấp dịch vụ CSP đa kênh hàng đầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khối giải pháp công nghệ thừa hưởng gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin là đối tác chiến lược của hơn 40 hãng công nghệ trên thế giới. Giải pháp công nghệ được sử dụng trên 63 tỉnh thành Việt Nam. Năm 2021, khối giải pháp công nghệ đã hình thành và đầu tư năng lực về cung cấp các dịch vụ chuyển đổi số và giải pháp ứng dụng điện toán đám mây, phát triển các sản phẩm mới về C-Suite, về quản trị doanh nghiệp, các sản phẩm số như C-Contract, C-Invoice, C-Sign, C-List. Trong lĩnh vực an toàn thông tin, khối giải pháp công nghệ tiếp tục dẫn đầu với năng lực cung cấp giải pháp và dịch vụ an ninh mạng, sản phẩm bảo mật tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là trung tâm điều hành an ninh mạng thế hệ mới CMC SoC, tích hợp trí tuệ nhân tạo và công nghệ tự động hóa nhằm tối ưu hóa các hoạt động phát hiện tấn công, cách ly và xử lý các sự cố bảo mật. Trung tâm an ninh mạng thứ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh cũng được thành lập nhằm cung cấp dịch vụ ủy quyền giám sát an ninh mạng cho khu vực phía Nam. Giải pháp phòng chống mã độc CMDD đạt chứng nhận chuẩn toàn cầu VB100 là một trong 17 phần mềm diệt virus tốt nhất trên thế giới. Định hướng tới 2025, CMC Cyber Security sẽ là công ty an ninh an toàn thông tin số 1 của Việt Nam. CMC cũng định vị là nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số, dịch vụ Cloud MSP và cung cấp dịch vụ hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin truyền thống. Khối kinh doanh quốc tế với các công ty CMC Global, CMC Japan và liên doanh CMC Cyber cung cấp dịch vụ thuê ngoài công nghệ thông tin ITO và các giải pháp chuyển đổi số của CMC ra thị trường quốc tế. Khối kinh doanh quốc tế xây dựng quy chuẩn dịch vụ quốc tế theo từng khu vực thị trường, đào tạo và phát triển nguồn lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của khách hàng toàn cầu. Năm tài chính 2020, doanh thu toàn khối tăng trưởng 64%, xây dựng năng lực cung cấp dịch vụ ITO chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế và cạnh tranh toàn cầu. Ba nhóm sản phẩm chiến lược của khối kinh doanh quốc tế sẽ là dịch vụ điện toán đám mây Cloud MSP, tự động hóa quy trình sản xuất kinh doanh PPA và phân tích dữ liệu Data Analytics. Năm 2025, toàn khối đặt mục tiêu đưa CMC trở thành nhà cung cấp dịch vụ Cloud MSP hàng đầu khu vực, nhà cung cấp GDC uy tín tại Nhật Bản, Hàn Quốc, mở rộng thị trường nước ngoài hướng tới các thị trường châu Âu và Mỹ, đặt mục tiêu trở thành đối tác uy tín triển khai các dịch vụ chuyển đổi số và trở thành đối tác tư vấn và triển khai ERP hàng đầu tại Việt Nam. Trong hoạt động nghiên cứu phát triển, CMC đã xây dựng hệ sinh thái hạ tầng mở cho doanh nghiệp và tổ chức C-Open. Đây là hệ thống kiến trúc mở, tích hợp tất cả thế mạnh công nghệ của CMC như nền tảng điện toán đám mây Multi-Cloud, nền tảng dữ liệu Data Lake, trí tuệ nhân tạo AI và nền tảng ứng dụng, cho phép các doanh nghiệp,
tổ chức, đồng thời cung cấp các dịch vụ điện toán và phát triển các ứng dụng đa nền tảng. Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC, CIST, sau gần 8 năm thành lập đã phát triển hơn 20 hạng mục nghiên cứu, bắt đầu của các sản phẩm, giải pháp hoàn chỉnh được triển khai thực tế như hệ thống chữ ký số CA, giải pháp phát hiện và xử lý dữ liệu trùng lặp data matching cho bảo hiểm, hải quan, camera thông minh ứng dụng AI cho kiểm soát vào ra, ứng dụng AI cho phát hiện bất thường, phát hiện tấn công mạng, ứng dụng truy xuất nguồn gốc ứng dụng blockchain, KMS chatbot, lắng nghe mạng xã hội. Bên cạnh năng lực công nghệ, CMC đang triển khai dự án không gian sáng tạo CMC Creative Space, gồm tổ hợp văn phòng và trung tâm dữ liệu đặt tại vị trí trung tâm 3 thành phố lớn, Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. CMC Creative Space được xây dựng theo đúng tính chất, công nghệ sáng tạo và thân thiện với môi trường. Với hạ tầng công nghệ chuẩn quốc tế, CMC Creative Space sẽ góp phần xây dựng nên hệ sinh thái công nghệ CMC để nghiên cứu và triển khai những ứng dụng công nghệ mới, đem lại những giá trị gia tăng cho nhân viên, các khách hàng và đối tác. Bằng khát khao và đam mê sáng tạo không ngừng nghỉ, người CMC quyết tâm vươn tới tốc độ nhanh nhất, tốc độ ánh sáng trong cả tư duy và hành động để truyền cảm hứng và thực hiện tốt nhất những cam kết của mình cho khách hàng, đối tác. Mọi hành động của người CMC đều xuất phát từ trái tim hướng khách hàng. Tập đoàn công nghệ CMC đang đặt tham vọng trở thành tập đoàn số toàn cầu, đi đầu trong cung cấp các giải pháp chuyển đổi số bao gồm dịch vụ hạ tầng số, giải pháp số và dịch vụ số cho khu vực và thế giới với doanh thu 1 tỷ đô la vào năm 2025. CMC khát khao chinh phục thế giới số.